Vũ xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay Vũ xin phép trả lời một câu hỏi của một người anh là anh mua một cặp chích chày lửa zin ở rừng về, thì anh ghép sinh sản thì có cần phải vô cắm hay không, và nó có ảnh hưởng gì tới cái quá trình mình sinh sản hay không á. Thì hôm nay Vũ xin trả lời câu hỏi này cho tất cả mọi người cũng như giải đáp thắc mắc cho anh được biết luôn nha. Chắc là mọi người cũng đã biết là mình nuôi chim sinh sản á, chủ yếu là mình dựa vô cái mồi tươi. Con chim nó có sinh sản hay không á thì nó phụ thuộc vào những yếu tố giống như là con chim nó có chịu ghép cặp hay không, đủ mồi tươi hay không, rồi con chim nó có cảm thấy an toàn hay không. Trong cái yếu tố mà con chim nó cảm thấy an toàn á, thì nó còn nhiều yếu tố, ví dụ như yếu tố chuồng trại nè. Chuồng trại anh em rộng không hay là hẹp, hay là đặt ở chỗ nó có hợp lý hay không đó, rồi con chim anh em nó có thuần hay không. Nó thuần thì nó dễ cảm thấy an toàn hơn so với con bổi, cũng giống như là chim thuần thì nó yêu cầu cái chuồng trại AV ấy, thấp hơn là con bổi. Con bổi thì anh em cần nhiều cái yếu tố về chuồng trại hơn thì nó mới cảm thấy nó an toàn đó. Thì tùy thuộc vào từng cặp chim anh em ha. Đó, thì Vũ nói như vậy thì anh em cũng biết là con chim vô cám hay không thì nó cũng không có liên quan tới cái việc là nó có đẻ hay không mọi người ha. Nó vẫn đẻ bình thường, miễn là anh em đáp ứng được những cái yếu tố mà nãy Vũ nói. Nó vẫn đẻ bình thường. Nhưng mà riêng bản thân của Vũ thì tất cả những dòng chim mà Vũ ghép thì gần như Vũ vô cám. Vũ vô cám trước khi Vũ ghép cặp và cho vô cái trại. Để Vũ quay cho anh em cái thực tế, một cái thực tế trong cái AV của Vũ ha, để có cái nói anh em thực tế cho nó hay hơn ha. Thì đây là cái AV của Vũ ha. Đây là cái vỏ đựng cầu cạo anh em. Thì này lúc trước Vũ cũng có quay cho anh em coi rồi nè. Để Vũ quay lại cho những anh em nào chưa biết nha. Đó, thì Vũ bỏ cầu cạo vô đây. Thì con chim nó bay vô đây thì nó lấy cầu cào ra nó ăn thôi nè. Cầu cào mình bỏ vô thì nó sẽ bò lên, nó bò lên những cái cạnh này nó đứng nè. Cầu cào thì nó có sẽ xu hướng nó bò lên thôi, chứ nó ít có con nào mà nó nhảy ra cái cửa này lắm. Đó, con chim nó sẽ vô nó bắt cầu cào. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà mình bỏ cầu cào non, bọc cầu cào cớm cho con chim nó đút chim non anh em, thì mình giữ cho cầu cào nó được sống á, sống cả ngày á, thì bỏ vô cái gọi là cái hộp này. Còn đây là thau dế. Thau dế thì Vũ bỏ cám, một lớp cám mỏng ở dưới và một lá mì. Lá mì là lá mì đỏ anh em ha. Có nhiều anh em hỏi ăn lá mì có sao không? Ăn lá mì có bị sai hay bị chết hoàn lọt hay không? Thì Vũ sử dụng lá mì đỏ là lá mì mà mình lấy củ mình ăn á. Thì Vũ thấy nó cũng không có vấn đề gì hết anh em. Vũ sử dụng cũng rất là lâu rồi. Rồi ở trên này thì đây, ở trên này thì Vũ bỏ sâu trung. Nuôi sinh sản thì Vũ sử dụng sâu trung là nhiều anh em. Sâu trung, nhưng mà anh em thấy mùa nắng không, nó chết rất là nhiều nè. Còn trứng kiến thì nó ăn hết rồi. Sáng này Vũ mới bỏ mà bây giờ nó ăn hết, nó còn mấy con già thôi nè. Thì một cặp thì tới một tuần thì Vũ chỉ cho ăn trứng kiến một lần và ăn cũng rất là hạn chế anh em. Tại vì mua lần một nửa ký á, Vũ mua nửa ký và Vũ chia hết ra thì mỗi con cũng được 1 chấm à. Đó, thì con nào mà đang đút con á thì Vũ bỏ nhiều hơn tí xíu ha. Đặc biệt là những cái con mà mới nở trong vòng 3 ngày đầu tiên mới nở á, thì Vũ sẽ ưu tiên trứng kiến nhiều hơn. Còn nếu anh em để mà đút sâu trung không á thì con chim con rất là yếu. Đó, nên Vũ thường là để trứng kiến ở dưới cầu cào cớm là nhiều. Còn đây là cái nhân vật chính hôm nay nè. Đây. Đó, Vũ bỏ một cái cống cám. Anh em thấy gần như là nó còn full luôn, nó chưa ăn luôn nè. Cống cám này Vũ bỏ chắc cũng cả tuần rồi. Thì nhiều anh em cũng hỏi Vũ là Vũ nuôi sinh sản thì Vũ cho ăn cám gì. Thì đây nè, Vũ sử dụng cám trứng Vương Việt Anh, loại màu đỏ ha. Loại mà cám trứng tổng hợp á, hình như là Vũ mua là 15.000 một bịch á, không biết anh em mua nhiêu ha. Nhưng mà anh em thấy là anh em cũng biết là nó rất là ít ăn nha, nhưng mà Vũ lúc nào cũng phải bỏ trong cái AV.
Thì Vũ cũng chia sẻ lại là hầu như tất cả con chim của Vũ khi vô trại là Vũ phải tập cám, xong rồi Vũ mới ghép. Tại vì Vũ không thể nào đảm bảo cái việc mà trong AV của mình nó lúc nào nó cũng có mồi tươi. Nếu anh em nào mà đảm bảo được là mình chăm mồi tươi lúc nào cũng full lòng 100%, lúc nào cũng không thiếu thì anh em cũng không cần phải vô cám. Nhưng mà nếu anh em nào mà không dám đảm bảo thì Vũ nghĩ là vô cám nó sẽ an toàn cho cặp chim mình hơn. Tại nhiều khi con chim của mình giá trị nó rất là cao mà mình không vô cám, không có dự trù cái thức ăn trong cái AV thì Vũ nghĩ nó rất là nguy hiểm. Nhiều anh em đi làm hoặc là đi làm xa hoặc là đi công tác nhiều khi một tuần hai tuần thì thật sự mà nói thì cái mồi anh em rất là khó để lâu. Nhiều khi mình mua một ký giới về mình đổ ở đây mình dự trù là một hai tuần là con chim nó ăn không hết, nhưng mà sau có mấy ngày thì nhiều khi con giới đó anh em nó chết, đặc biệt là trong cái giai đoạn mùa nắng này nè, giới dưới sâu nó chết rất là nhiều. Ví dụ như Vũ bỏ một cái lượng giới đó thì Vũ cái lượng giới đó là ăn đúng một tuần nó mới hết anh em, thậm chí nó còn luôn ăn không hết đâu. Cộng thêm cái lượng sâu này nữa thì một cặp một tuần là ăn dư sức đó. Nhưng mà có những thời điểm Vũ mới bỏ tới 3-4 ngày đầu là sâu giới nó chết hết rồi, vì một cái lý do nào đó, có thể là nóng quá nè, hoặc cũng có thể là do sâu với giới Vũ đem về nó bị ngợp hay là nó bị dập đặc biệt là giới nè. Trong vòng 2-3 ngày đầu tiên là nó chết hết rồi. Thì nếu mà con chim nó không biết ăn cám luôn thì những cái ngày sau 4-5 ngày sau cuối tuần thì nó không có gì để ăn thì nó chết, nó rất là nguy hiểm. Vì vậy vô cám đó, ví dụ nó giống như là một cái thẻ bảo hiểm vậy đó, lúc nào cũng để sẵn trong cái AV. Nếu mà lỡ sâu giới hay là mồi tươi gì đó nó gặp vấn đề thì cái lượng cám này là hai con ăn có cả tuần dư sức luôn đó. Tất cả các con chim ở trại Vũ đều vô cám hết anh em ha. Đây là những cái cống này, là những cống mà Vũ chuẩn bị để vô cám nè đó, nhưng mà hiện tại còn dư ra nè đó. Hầu như là cặp nào Vũ cũng có cám anh em ha. Đây và là còn là full cám luôn, nó ăn ít lắm anh em, hầu như nó không ăn nữa. Nhưng mà có những con ví dụ cặp này nó ăn nhiều nè. Nhưng mà lỡ vấn đề gì tự nhiên cái nó xuất hiện cái là mình không có cám, cái là khổ lắm anh em, đó là khóc hết nước mắt luôn á. Cái tác dụng thứ hai của việc mà mình vô cám là con chim nó có cái nhiều cái nguồn dinh dưỡng hơn, đặc biệt là những bạn mà nuôi chỉ toàn giới với sâu anh em, thì con chim nó yếu lắm, chim kho nó cũng yếu lắm. Anh em không có cho ăn trứng kiến nè, cào cào dán đất hay là tép cá con gì đó thì con chim nó yếu lắm. Và nó bị thiếu dinh dưỡng thì có nhiều con nó cũng có xu hướng nó ăn cám rất là nhiều. Nếu mà cám anh em làm cám ngon hay cám xịn thì nó càng ăn nhiều hơn nữa đó, thì con chim mình nó sẽ đầy đủ chất hơn. Đặc biệt mà khi mà con chim anh em vô cám rồi thì mình dễ dàng bổ sung những cái chất mà mình thấy cần thiết cho con chim. Ví dụ như anh em thấy con chim mình nó đang thiếu canxi đúng không, thì anh em có thể bào cái bọc năng mực ra anh em trộn với cám nè đó, anh em cho nó ăn. Bình thường thì mình bỏ năng mực vô thì con chim nó rất là khó ăn. Nhưng mà anh em bào thành bọt xong anh em trộn với cám nè thì con chim nó ăn rất là nhiều. Mình thông qua cám thì mình bổ sung được những cái chất, những cái vitamin á thiếu cho con chim qua cái cám này. Thì đó là cái quan điểm của Vũ anh em ha. Vũ anh xin nói lại là cái việc vô cám hay không vô cám thì nó cũng không có ảnh hưởng, nó không có quyết định tới cái việc mà con chim nó có đẻ hay không nha. Anh em có thể vô cám hoặc không vô cám, nhưng mà nếu anh em vô cám dễ dàng mình rành về vô cám thì anh em nên bỏ một tí xíu thời gian để mình vô cám cho cặp chim thì cho nó an toàn hơn trong cái quá trình mình nuôi sinh sản. Còn anh em nào mà không có kinh nghiệm nhiều trong việc vô cám hoặc là không có thời gian vô cám
và mình có thể đảm bảo được trong cái AV của mình lúc nào cũng có mồi tươi, thì anh em cũng không cần vô cám ha, con chim mình nó vẫn sinh sản bình thường thôi. Thậm chí những con mà anh em không vô cám á, anh em đảm bảo được cái AV của mình mồi tươi nhiều full luôn, thì thậm chí nó đẻ vẫn tốt hơn luôn nè đó. Nên cái việc mà vô cám hay không vô cám thì nó không có quyết định con chim nó có sinh sản hay không nha mọi người ha. Đó, thì đó là cái quan điểm cũng như cái kinh nghiệm của Vũ cho mọi người ha. Video này của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng nha mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Anh em nào yêu mến Vũ thì cho Vũ xin một like nha. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ.